Bạch Ngọc Liên đang là một trong những sản phẩm tắm trắng làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay. Mặc dù rất được ưa chuộng nhưng nhiều người tò mò không biết công thức kem trộn Bạch Ngọc Liên là như thế nào. Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ chỉ cho bạn những công thức trộn kem Bạch Ngọc Liên đúng chuẩn để xài da trắng đẹp nhanh nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Bạch Ngọc Liên theo đánh giá của nhiều khách hàng bên mình là hơi khô, nên để có hiệu quả dưỡng ẩm tốt cho da và trắng da nhanh và mứt mịn hơn, thì bạn có thể trộn với những loại kem dưỡng thể có độ ẩm cao, lotion cao hơn, có khả năng cấp ẩm cao hơn cho da, giúp cân bằng độ ẩm da, mịn da. Khách hàng bên mình thường xài khá khi kết hợp trộn hiệu quả với những dòng như Vaseline 50X, Vaseline 10X của Thái Lan. Những dòng kem này khi kết hợp trộn với Bạch Ngọc Liên, giúp da trắng nhanh và mịn mướt hơn nhiều. Hoặc để trắng nhanh hơn thì bạn có thể trộn với viên kích trắng Alpha A Butin, hoặc trộn với kem kích trắng Abutai 3C3 cũng được. Đó là những loại kem, kích trắng mà khách hàng bên mình thường hay mua kem và kết hợp trộn với kem Bạch Ngọc Liên, để có được một làn da trắng mịn hoàn hảo, bạn sẽ tự tin hơn khi da đẹp, và diện những bộ váy áo hở lưng hở vai hở eo đẹp. Đó là những sự kết hợp công thức trộn kem Bạch Ngọc Liên và những loại kem khác, hy vọng bạn có thể tìm được cho mình câu trả lời Bạch Ngọc Liên trộn với kem gì. Nếu bạn muốn trộn với những loại kem khác, thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn kỹ hơn cho bạn nha, vì không phải kem nào cũng phù hợp để trộn với kem Bạch Ngọc Liên. Như đã nói ở trên, Bạch Ngọc Liên trộn với kem gì? Bạch Ngọc Liên không phải là kem trộn mà là sản phẩm tắm trắng có chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, bao gồm axit trái cây AHA, sữa non, nhau thai cừu, tinh chất dâu tằm, tinh chất mầm gạo. Những thành phần trên đều được nhà sản xuất nghiên cứu kỹ lưỡng và pha trộn theo một tỷ lệ vàng lý tưởng. Vì thế, sản phẩm mang lại hiệu quả tắm trắng, chăm sóc da từ trong ra ngoài rất tuyệt vời. Bạn có thể tham khảo công thức kem trộn Bạch Ngọc Liên như sau: một tuýp Vaseline 10X hoặc 50X trộn với một hộp Bạch Ngọc Liên, một gói kích trắng Alpha A Butin trộn với một hũ Bạch Ngọc Liên, một hộp kem kích trắng Abutai 3C3 trộn với một hũ Bạch Ngọc Liên. Bạn có thể liên hệ bên mình để tư vấn thêm khi trộn với những loại kem khác nhé. Để phát huy tác dụng, các bạn phải sử dụng Bạch Ngọc Liên đúng theo hướng dẫn ghi trên bao bì. Ngoài ra, chị em cũng cần lưu ý một số vấn đề sau khi sử dụng để đảm bảo an toàn và mang lại hiệu quả cao. Sau khi vừa tắm xong và làn da còn ẩm, thì chị em hãy thoa kem dưỡng Bạch Ngọc Liên liền lúc đó để kem thẩm thấu tốt hơn vào da. Chờ khoảng 2 đến 3 phút sau khi thoa kem dưỡng xong để kem thấm hết vào da, thì hãy mặc quần áo. Tần suất sử dụng kem tắm trắng Bạch Ngọc Liên nên dùng đều đặn mỗi tuần 2 đến 3 lần để phát huy hiệu quả tốt nhất. Nên thoa kem dưỡng body vào ban đêm trước khi đi ngủ để phát huy công dụng tốt nhất. Trường hợp chị em không có thói quen thoa kem vào ban đêm, thì nên thoa vào buổi chiều tối sau khi tắm xong. Như vậy, đến khi đi ngủ không còn cảm giác kem nên sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Kem Bạch Ngọc Liên hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem Bạch Ngọc Liên hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.